Hiện nay đã có hơn 80 thương nhân Trung Quốc đến Bắc Giang tham gia thu mua tiêu thụ vải thiều. Mỗi ngày có trên dưới 200 xe vải xuất khẩu sang thị trường này. Năm nay, ngoài các cửa khẩu tại Lạng Sơn, thì việc xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành, Lào Cai khá thuận lợi và tăng lên so với mọi năm. Thị trường nội địa tiêu thụ cũng khá thuận lợi khi vải thiều Bắc Giang đã đến hầu khắp thị trường trong nước thông qua nhiều kênh tiêu thụ.